dàn mỹ nhân 9X của vũ trụ VTV, Bảo Thanh, Quỳnh Cun cùng những bóng hồng tài năng, xinh đẹp. Vài năm trở lại đây, những bộ phim của VFC phần lớn đều do dàn diễn viên 9X thủ vai chính. Họ ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, được đào tạo bài bản và đi lên bằng năng lực. Diễn viên Bảo Thanh có duyên với diễn xuất từ nhỏ. Bảo Thanh là con cưng của khán giả với nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất xuất thần. Bảo Thanh đã được làm quen với môi trường diễn xuất từ bé, lớn lên năng lực của cô ngày càng được cải thiện. Tất cả vai diễn Bảo Thanh từng đảm nhận đều khiến khán giả nhớ mãi không quên. Cô được xem là ngôi sao sáng giá nhất trong dàn 9X, nữ hoàng gia tinh qua loạt phim Đình Đám. Ngoài công việc thăng hoa, Bảo Thanh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền bỉ và hạnh phúc với người chồng điển trai. Diễn viên Lương Thu Trang, những cô gái trong thành phố, Hướng Dương Ngược Nắng và mới đây nhất là bộ phim Mặt Nạ Hương, Lương Thu Trang đã dần chinh phục được khán giả với nhan sắc thăng hạng và diễn xuất ngày một tiến bộ hơn. Dù tiếp xúc với phim truyền hình khá muộn thế nhưng dấu ấn mà Lương Thu Trang đã để lại không nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đều may mắn được đảm nhận tuyến chính. Cô nàng cũng rất chịu khó tìm tòi kịch bản mới để thay đổi hình tượng. Bà mẹ đơn thân ngày càng được khán giả công nhận về năng lực diễn xuất, liên tiếp chiếm sóng khung giờ vàng phim Việt trên VTV. Vũ Thu Hoài, tuy không giống như Bảo Thanh và Lương Thu Trang chuyên đóng tuyến chính, Thu Hoài thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với những vai phụ. Cô cũng được biết đến với vai trò MC chuyên nghiệp và tài năng. Dù không nằm trong tuyến chính thế nhưng cô nàng diễn viên, MC Thu Hoài có sức hút đến lạ kỳ. Mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Thu Hoài ghi điểm bởi sắc vóc lý tưởng, gu thời trang riêng biệt và có cá tính riêng. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, Thu Hoài hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Vài bộ phim Vũ Thu Hoài từng tham gia như Tình Yêu và Tham Vọng, Mùa Hoa Tìm Lại. Quỳnh Cun sinh năm 1995, từng theo học ngành diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bước ra từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp, Quỳnh Cun may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa khi liên tục được giao phó những kịch bản phim chất lượng. Tuy tuổi nghề và tuổi đời còn khá trẻ nhưng Quỳnh Cun đã sở hữu được những vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim phát sóng vào khung giờ vàng như Quỳnh Búp Bê, Nàng Dâu Order, Nhà Trọ Balanya, Đừng Bắt Em Phải Quên, Hướng Dương Ngược Nắng. Có thể thấy Quỳnh Cun có thể đảm nhận đa dạng vai diễn từ thôn quê nghèo khó để tiểu thư đài các hay cả vai diễn tiểu tam. Với tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ, VTV có thể thấy được sự ưu ái và những cơ hội vàng mà các ekip sản xuất trao cho Quỳnh Cun. Bích Ngọc, sinh năm 1997 và sở hữu nhan sắc ngây thơ, trong trẻo, Bích Ngọc là nữ diễn viên đang lên hiện nay. Cô có duyên với những vai diễn hiền lành, có phần hơi ngốc nghếch. Khác với hình tượng gái quê trên màn ảnh, Bích Ngọc ngoài đời có gu thời trang trẻ trung, quyến rũ thu hút người đối diện. Tuổi nghề còn khá trẻ, lượng vai diễn chưa nhiều thế nhưng Bích Ngọc sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành một diễn viên nổi trội trong tương lai. Hai bộ phim mà Bích Ngọc tham gia được khán giả chú ý chính là Nhà Trọ Balanya và Hương Vị Tình Thân. Những cô gái trẻ đó, họ đều có đam mê và đang cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Dù có những điểm thiếu sót trong diễn xuất hay cách chọn kịch bản nhưng họ vẫn luôn nỗ lực hết mình. Cùng chờ đón những màn thể hiện tiếp theo của những mỹ nhân này nhé!